Xin chào các bạn, tên tôi là Nguyễn Thành Tiến và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn một cái bài học rất là quan trọng trong cái quá trình phát triển bản thân và phát triển kinh doanh của bạn. Xin kể cho bạn nghe một cái câu chuyện. Ngày trước khi mà tôi mới khởi nghiệp, thế thì tôi cũng tham gia những cái việc kinh doanh về đầu tư bất động sản như thuê nhà cho thuê lại, mua nhà sửa bán. Và thỉnh thoảng tôi có gặp những cái rắc rối ở trong kinh doanh. Tôi ví dụ như là một cái tài sản và tôi bị công an người ta đến người ta kiểm tra cái tài sản đó, và sau đó thì người ta yêu cầu là tôi phải đóng tiền. Ví dụ như cái tài sản đó trước đây nó thiết kế một cái đường nước, và cái đường nước ngầm này là tiêu thụ nước của nhà nước, và gọi là gần như là lấy trộm, tức là do cái người chủ cũ người ta thiết kế cái đường nước như vậy. Và cái người công an họ vào, họ phát hiện ra và họ yêu cầu là bây giờ bạn cần phải là bị truy thu, tức là từ trước đây đã bao nhiêu năm bạn khai thác cái này rồi, tiền nước hết bao nhiêu, và bạn phải chịu trách nhiệm về cái điều này. Và nếu bạn không muốn bị cái điều đó thì bạn phải giả cho chúng tôi một cái khoản tiền đấy. Thế thì thường đấy là một cái kiểu rắc rối ở trong kinh doanh, một cái vấn đề trong kinh doanh. Và như rất nhiều cái công việc kinh doanh khác, khi mà bạn mới khởi sự và bạn làm, bạn không có kinh nghiệm thì bạn thường cảm thấy lo lắng, buồn chán hoặc là sợ hãi. Thì cái cảm xúc của chúng ta cũng như vậy trong kinh doanh. Đôi khi bạn sẽ gặp những thất bại, bạn gặp những cái khó khăn, bạn gặp những cái vướng mắc, hoặc có những cái vấn đề mà nó nằm ngoài cái tầm tay của bạn, và bạn bắt đầu cảm thấy lo lắng, buồn chán và sợ hãi. Thì câu hỏi là tại sao con người thường xuyên rơi vào cái cảm xúc lo lắng, buồn chán và sợ hãi? Đấy, lý do là như sau. Là ngay từ cái thời nguyên thủy, là con người do phải chống chọi lại những cái điều kiện rất là khắc nghiệt của thời tiết này, của thiên nhiên này. Tôi ví dụ như là thường xuyên có thể là bị thú dữ săn đuổi, nên con người thường xuyên rơi vào cái trạng thái cảm xúc đó, lo lắng, sợ hãi, buồn chán. Và chính vì cái đặc điểm từ hàng nghìn năm như vậy, đến thời điểm này con người chúng ta cũng vậy, là thường xuyên rơi vào cảm xúc tiêu cực. Câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để thoát ra khỏi cảm xúc tiêu cực? Thì đây là một cái bài tập giúp cho bạn đôi khi sẽ vượt qua được những cái cảm xúc này. Và cái bài tập này tôi đã hướng dẫn cho rất là nhiều người. Mỗi khi mà bạn có cảm xúc buồn chán, lo lắng, sợ hãi, giống như khi tôi gặp cái câu chuyện giống như vừa nãy, thế thì cái giải pháp là bạn hãy viết xuống giấy 10 việc nhỏ thôi, đơn giản thôi, mà bạn có thể làm ngay lập tức. Thế thì khi mà bạn làm việc nó không ngơi tay, cái tâm trí của bạn nó không còn thời gian để lo lắng và suy nghĩ về cái việc đó, bạn sẽ không bị đắm chìm vào cái cảm xúc tiêu cực. Ví dụ như tôi trước đây khi không có cái kinh nghiệm làm cái bài tập đó, thì khi có xảy ra một sự việc như thế mà tôi không làm được bất kỳ một cái việc gì cả, tôi chỉ muốn ở nhà thôi, tôi chỉ muốn đóng cửa, tôi đi ngủ thôi. Đấy. Còn khi tôi biết cái bài tập này, tôi sẽ dù trong kinh doanh của tôi có bất kể cái việc gì vướng mắc, khó khăn, hay là những cái sự việc không như mong đợi, tôi vẫn ngồi xuống viết ra 10 việc nhỏ mà tôi có thể làm ngay lập tức, và tôi đắm chìm vào 10 cái việc nhỏ đó. Thay vì tâm trí của tôi là nó chìm vào những cái suy nghĩ tiêu cực, những cái khó khăn, những cái vướng mắc, những cái vấn đề, thì chỉ có cái hành động thôi, những cái hành động thì nó mới tạo ra cái kết quả mới. Và đôi khi nếu bạn đang gặp khó khăn thì bạn đừng tập trung vào khó khăn, bạn hãy tiếp tục tập trung vào cơ hội. Khi bạn tập trung vào cơ hội mà cái cơ hội đấy đem lại cho bạn nhiều tiền bạc hơn, thì đôi khi cái khó khăn tự động nó sẽ biến mất và nó sẽ tự động được giải quyết. Vì thế mà nếu bạn đang xem video này và nếu bạn đang có những cái khó khăn, vướng mắc, vấn đề, thì cái lời khuyên của tôi, cái bài tập mà tôi khuyến khích bạn làm, là hãy viết xuống 10 cái việc nhỏ mà bạn có thể làm ngay lập tức, và hãy thực hành cái bài tập đó ngay bây giờ. Tôi chúc bạn là gặp nhiều may mắn trong kinh doanh và cái sự nghiệp của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.